Vâng, chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 170 triệu thôi là các bác đã có chiếc xe này đi. Một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2016, phiên bản số sàn, bản E xịn biển Hải Phòng. Vâng, đăng kiểm thì rất là dài, tháng 10 năm 2022 cơ. Đấy. Quý khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, 170 triệu đồng thôi các bạn đã sở hữu ngay chiếc xe này. Còn đâu tất cả mọi thứ thì ngân hàng sẽ lo hết cho quý vị anh chị và các bạn, đúng không ạ? Vâng, bây giờ thì có ngân hàng rồi nên là rất là tiện, chỉ cần bỏ ra 170 triệu thôi và ngân hàng sẽ lo hết phần còn lại cho quý khách hàng. Vâng, với giá bán thực tế full tiền ngay tại cửa hàng bên em là 328 triệu đồng. Quý khách hàng đã sở hữu ngay và luôn về chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2016 bản E. Một chiếc xe màu đen xịn, không có đâm va đâm xô tai nạn và cũng không có ngập nước luôn. Với chiếc xe này thì nó cũng đã qua dịch vụ rồi, nhưng mà xe của nó thì còn khá là chất lượng cho quý khách hàng luôn. 15A26121 là biển số của chiếc xe này. Một chiếc Toyota Vios 2016 xịn sò theo xe. Vâng, đăng kiểm thì còn đến tháng 10 năm 2022, rất là dài và rộng cho quý khách hàng sử dụng. Với cái bản E-Form cũ này thì xe thì đã được tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe, Lada đúc 4 bánh, hệ thống phanh đĩa 4 bánh. Và tất cả từ những cái mà tay lắm mở cửa, vè mưa chân kính của chiếc xe thì đã được mạ chrome một cách rất là sạch sẽ cho quý hàng. Đó, rất là xịn sò luôn. Quý khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp, khá là rẻ. Một chiếc xe Toyota Vios 2016 form mới, rất là ổn định đó. Anh em mình thấy đây là cái cụm đèn phía sau của chiếc xe, vừa dài vừa to vừa khỏe đó các bạn nhé. Đó, và rất là sáng và sạch sẽ luôn đó. Có những cái đường cong rất là mỹ miều luôn đó. Sơn xi của chiếc xe thì không phải làm bất cứ một cái gì cả, về chỉ việc chạy thôi. Em thì em cũng đã tỉa tót đánh bóng lại tất cả chiếc xe rồi và lắp thêm rất nhiều đồ chơi, từ màn hình cam lùi, từ tất cả mọi thứ, nội thất, ghế da. Đó, lốp của nó thì rất là dày và tất cả từ phần cua lốp của chiếc xe thì không có đâm va đâm xô và cũng không có mục mọt. Đấy, phanh đĩa của nó rất là xịn sò. 328 triệu là quý khách hàng đã sở hữu về chiếc xe này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra về từng chi tiết, từng cánh cửa một của chiếc xe. Vâng, tay lắm mở cửa chiếc xe này rất là sáng này. Nó không đáng bao nhiêu tiền, chỉ có 200-300 nghìn cả bộ hay là 400 nghìn gì đó, nhưng mà nó tôn lên cái vẻ rất sáng và sạch sẽ của chiếc xe thôi. Đó. Đừng tiếc gì một vài trăm nghìn các bạn nhé. Đó, đây là phần hệ thống kính điện này, kính điện 4 cánh điện này. Vâng, và đây là hệ thống gương điện, bô lăng này, túi khí. Và chiếc xe thì được bọc một bộ áo ghế bằng da màu kem rất là xịn sò, trần nỉ nguyên bản bọc ni lông từ đầu. Đó, trần nỉ nguyên bản bọc ni lông từ đầu luôn. Vâng, nội thất rất là xịn sò luôn. Đây, đời 2016 luôn các bác nhé. Vâng, keo chỉ đây, keo chỉ này. Đó. Rất là ok cho mọi người. Đó, rất là xịn sò luôn. Đó, tất cả đều rất là ok này. Đó, keo chỉ này, cột kèo của nó này, zin hết theo xe. Đó, quý khách hàng chỉ cần nhấc máy lên alo là đã có xe để đi rồi. Đó, nếu ít tiền thì các bạn có thể là bỏ ra 170 triệu thôi, còn đâu tất cả mọi thứ là ngân hàng sẽ lo hết cho quý khách hàng. Và đâu anh em nào mà đang có tầm tiền muốn mua chiếc xe như này và chạy dịch vụ hay chạy gia đình thì có thể là bỏ ngay số tiền ra để mua. Vâng, 328 triệu đồng bên em có bớt, có lộc lá và có rút hồ sơ cho quý khách hàng, đúng không ạ? Đó, anh em thấy tất cả đều rất là zin và rất là đẹp. Đó, rất xịn sò luôn bạn nhé. Đó, vâng, chỉ với số tiền chỉ có 328 triệu thôi, một chiếc xe Toyota Vios lồi đồng cối đá, một chiếc xe mà phá cũng không đến hỏng được các bạn nhé, trừ khi đập thôi. Đấy. Tiếp theo là một chiếc, đây là phần này là phần lốp dự phòng này. Đó, và đầu đài của nó, màn hình thì em đã thay màn hình nên cái đầu đài nó vẫn còn nguyên đây. Đấy, các bạn nhìn thấy. Tất cả đều rất là zin và rất là đẹp luôn. Vâng, 2016. Vâng, bản E số sàn. Đó. Một chiếc xe khá là hợp lý và chất lượng. Quá ok luôn. À, anh em thấy đây, rất là xịn sò luôn nhá. Ok.
À, đây là phần keo chỉ của nó, keo chỉ zin hết nhé các bạn nhé. Đây là phần khóa trẻ em này. Nhiều người thì cứ bảo là tại sao thì bên ngoài mở được, bên trong không mở được, là phần khóa trẻ em đấy nhé các bạn nhé. Các bạn lưu ý một tí khi sử dụng xe. Đây, tất cả keo chỉ của nó zin hết luôn các bạn nhé. Đó. Quá ok cho các bạn luôn. Cửa đóng rất nhẹ, xi nhan tích hợp trên gương luôn. Xem qua phần gầm một chút này. Đấy, gầm bệ đây. Vios 26 gầm bệ chắc lịch không mục mọt. Vâng. Vào trong xe thì chúng ta sẽ có thể là kiểm tra về xe và cái phần nội thất bên trong. Vào trong xe thì các bạn thấy được, đã trang bị từ những cái màn hình đầy đủ rồi. Vô lăng cáp còi rất là đẹp và xịn sò, túi khí ABS đầy đủ hết cho xe. Đó, chạy 11 vạn 1.699 km. Vâng, máy lổ rất là êm. Máy thì tí chúng ta sẽ cùng xem. Nhưng mà thì Tuấn Anh cũng nói qua một chút là Tuấn Anh đi xem thì chúng ta kiểm tra là máy còn zin hết rồi. Đó, tí chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách quay cho các bạn thực tế. Còn đâu Tuấn Anh đi xem thì cũng được kiểm tra hết rồi các bạn nhé. Đây là tất cả những cái phần tắp lô, tắp ly của chiếc xe thì còn khá là đẹp, xịn sò. Đó, còi to cho vượt luôn, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện và gương cụp xe đầy đủ hết luôn. Đó. Vâng, rất đơn giản. Vâng, những cái phần rất cơ bản của một chiếc xe. Rất cơ bản của một chiếc xe đã qua sử dụng như thế này. Rất cơ bản của một chiếc xe Toyota Vios lồi đồng cua đá, mệnh danh là một mẫu xe thương hiệu bền bỉ nhất của Nhật Bản hiện nay. Hải Phòng thì ngày hôm nay đã có rét. Vâng, đã có rét, miền Bắc thì đã có rét rồi. Đó, các bạn mua xe thì mua nhanh lên. Còn đâu các bạn nào mà mua taxi thì thời điểm này cũng là thời điểm mà hợp lý để các bạn mua. Vì Z này người ta đi khách hàng mua đi taxi rất là nhiều luôn. Đúng không ạ? Vâng, rất là ok đúng không ạ? Gạt mưa phun nước của chiếc xe thì còn hoạt động rất là bình thường. Ba lớp luôn các bạn nhé. Đó, yên tâm sử dụng luôn. Vâng, ABS túi khí đầy đủ theo xe. Hệ thống điều hòa thì khá là mát. Đó. Quan trọng là chất lượng. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xuống kiểm tra về cái phần khoang máy của động cơ xem chất lượng máy của nó như thế nào các bạn nhé. À, chúng ta sẽ cùng xem cái khoang máy nhá. Vâng, xin kính thưa với quý vị anh chị và các bạn, đây là khoang máy của chiếc xe Toyota Vios bản E đời 2016. Cam kết cho khách hàng là máy zin từ mặt dàn cò. Đó, chưa có động đến một cái gì tháo lắp cả. Đấy, từ những con ốc chân máy này, ốc mặt dàn cò này, tất cả mọi thứ này, từ viền trong viền ngoài không có một tí gì gấm dầu, nhỏ dầu, dỉ dầu luôn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó, rất là đẹp. Đó, tất cả từ những phần độ giảm sóc của chiếc xe thì còn khá là ok. Đó, rất là xịn sò. Đó. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Rất là ok cho mọi người luôn. Máy móc thì các bạn thấy đây, lổ quá là êm luôn. Máy này thì không phải chê một cái gì rồi. Máy này thì không phải chê một cái gì rồi. Đó, dầu mỡ là được thay một cách định kỳ nhé các bạn nhé. Dầu mỡ thay một cách định kỳ luôn. Rất là ok cho cái hàng luôn. Đó, tất cả lắp cabo là cao biếc của chiếc xe thì toàn rất là đẹp. Đó, rất là ok cho mọi người. Đó, tất cả đầu răng của nó đây đều rất là đẹp. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có giới thiệu cho tất cả quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em về một chiếc xe Toyota Vios 2016 phiên bản số sàn, bản E xịn biển Hải Phòng. Vâng, một chiếc xe mà đời cao bản E có hỗ trợ trả góp ngân hàng từ 50% đến 70%. Tức là Tuấn Anh tính tặng tạm là 170 triệu là quý khách hàng đã sở hữu ngay về chiếc xe này. Còn lâu mọi việc là ngân hàng sẽ lo. Vâng, cảm ơn tất cả quý khách hàng, bà con, cô bác. Nếu có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Số điện thoại của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý chị bạn ở những video tiếp theo.